cướp. Anh hứa anh làm một lần nữa thôi, anh không làm nữa tại vì anh có lý do riêng của anh mà. Nào anh cũng tìm lý do để bao biện cái tính xấu của anh hết á. À, hôm nay sinh nhật em á, biết anh lấy tiền này anh mua bánh kem cho em nha. Em không cần, anh đi trả lại cho người ta đi. Khang, em tự nhiên đi. Khang ơi, em có sao không? Rồi cậu đọc cái này đi. Bác sĩ à, bác sĩ ráng cứu em con nha bác sĩ. Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Dạ rồi, em chắc chắn. Anh Lạc, anh sao em giờ hả? Sao anh muốn vô bệnh viện đón hả em? Chắc em còn giận anh vụ ăn cướp đúng không? Nhưng anh vẫn phải làm em thất vọng rồi. Anh cần tiền để bố thực cho em. Em không muốn anh bánh kem và cơm tấm, nên anh chỉ có thể tặng em trái tim của anh. Dù chúng ta không phải là anh em ruột, nhưng anh thật sự rất hạnh phúc khi có một người em trai như em. Dù anh không còn ở bên cạnh em nữa, anh biết em sẽ thành công và không làm anh thất vọng đâu. Anh Sa, em cũng rất hạnh phúc khi được làm em trai của anh. Anh Sa, em nhớ anh lắm. Sa thì thật nên đi, biết mình không ơn hỏi nên cậu anh đã hiến đứa tiền của mình cho anh. Miền ký ức ấy thương đau buồn vỡ. Kỷ niệm xưa ngỡ đâu đã phai màu. Đôi cánh chim tương mãi phiêu dù mấy ngàn. Giữa một đêm hoang chợt nhìn thấy chim về lang thang. Giờ đôi cánh ấy xác xơ nhiều lắm, vì thời gian đã phơi tàn tháng. Mắt thế sâu u